Trong thế giới Pokemon ở thời điểm hiện tại thì một loài nào đó có nhiều hình dạng khác nhau là điều hết sức bình thường. Có thể vốn tự nhiên chúng nó đã như vậy rồi, cũng có thể là dưới tác động của một điều kiện nào đó như là dạng Mega, dạng Primal hay là dạng vùng miền. Tuy nhiên đâu đó trong đa vũ trụ của Pokemon vẫn còn rất nhiều biến thể đặc biệt nằm ngoài dòng game chính và chỉ xuất hiện trong những dòng game spin-off. Ý tôi là những game phụ nhưng mà vẫn là chính hãng nhá, chứ không phải là hàng pha ke đâu. Và trong video này tôi sẽ giới thiệu cho anh em một vài ví dụ điển hình như vậy mà tôi biết. Anh em nào có chơi qua dòng game Pokemon Mystery Dungeon thì chắc hẳn sẽ quen thuộc với hai con Kecleon NPC đứng điều hành cửa hàng bán vật phẩm cho anh em mình đúng không? Nếu như anh em nhớ rõ thì có một con trong hai con đó là màu tím, mà từ trước đến giờ tôi cứ tưởng đấy là màu shiny của Kecleon cho đến khi làm video này. Thực chất thì màu shiny của Kecleon chỉ thay đổi ở hoa văn trên bụng và màu lưỡi. Còn con Kecleon màu tím này thì cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có một thông tin chính xác nào về việc nó là một hình thái đặc biệt hay chỉ đơn thuần là một ví dụ về khả năng thay đổi màu sắc ở loài này, hoặc cũng có thể chỉ là nhà phát hành làm ra cho vui thôi. Theo ghi nhận thì cái con Kecleon màu tím này cùng với con màu xanh có góp mặt trong hầu hết các bản Pokemon thuộc dòng game Mystery Dungeon. Trên anime thì nó cũng xuất hiện nhiều lần trong những tập ngoại truyện cũng về series Mystery Dungeon này luôn, và luôn luôn đóng vai trò là một nhân viên bán hàng quen thuộc. Còn ở series anime chính thức, khi mà loài Kecleon được giới thiệu lần đầu tiên ở trong tập 205 thì cũng xuất hiện cả hai màu này, nhưng đó cũng là lần duy nhất mà Kecleon màu tím xuất hiện trong series. Nhắc đến Shadow Pokemon, chắc hẳn đa phần các anh em sẽ nghĩ ngay đến Pokemon GO, bởi vì đây là khái niệm đã quá quen thuộc trong tựa game này rồi. Những Pokemon này là do team GO Rocket tha hóa. Về ngoại hình thì hầu như chúng không khác gì so với Pokemon thông thường, ngoại trừ quanh cơ thể chúng được bao bọc bởi một lớp tà khí hắc ám. Tuy nhiên, có lẽ những anh em thế hệ gần đây sẽ không biết rằng khái niệm Shadow Pokemon đã xuất hiện từ 20 năm trước trong bản game Pokemon Colosseum phát hành vào năm 2003, và phần tiếp theo là Pokemon XD Gale of Darkness vào năm 2005. Trong game này, người chơi sẽ phải đối đầu và thu phục những Pokemon Shadow đã bị cải tạo bởi một tổ chức tà ác mang tên Cipher vốn để phục vụ cho những mưu đồ xấu xa của chúng. Sau đó người chơi sẽ thanh tẩy những Pokemon này bằng nhiều cách khác nhau, ví dụ như là đi bộ, chiến đấu, massage để cho chúng trở lại bình thường. Đặc biệt hơn cả, có một trường hợp Pokemon Shadow gần như bị biến đổi hoàn toàn về hình dạng, khiến cho trạng thái Shadow Form trở thành một form đặc biệt của nó, cụ thể ở đây là Shadow Lugia. Shadow Lugia là linh vật đại diện của trò chơi Pokemon XD Gale of Darkness được phát hành vào năm 2005 trên hệ máy Nintendo GameCube. Trong game này thì Lugia đã bị tổ chức Cipher bắt giữ và cải tạo thành Shadow Lugia có mã hiệu là XD001. Với một màu sắc mới, diện mạo mới rất là cool ngầu và emo, Lugia Shadow được Cipher xem như là Pokemon Shadow hoàn hảo nhất và gần như không thể bị thanh tẩy. Trong trạng thái này thì hệ của Shadow Lugia dù vẫn được giữ nguyên, nhưng mà những chiêu thức của nó thì đã bị chuyển thành các Shadow Move, lần lượt là Shadow Blast, Shadow Down, Shadow Set và Shadow Storm. Đến cuối game này thì người chơi sẽ được tiết lộ rằng Shadow Lugia chỉ có thể được thanh tẩy khi đặt nó vào Purify Chamber với 9 buồng thanh tẩy đều hoạt động ở công suất tối đa. Và mặc dù sau này Shadow Lugia cũng có xuất hiện trở lại trong Pokemon GO, nhưng khá đáng tiếc nó chỉ là dạng Shadow thông thường như bao con khác, chứ không phải là Shadow Lugia dạng hoàn mỹ XD001. Shadow Mewtwo, hay trong tiếng Nhật được gọi là Dark Mewtwo, xuất hiện lần đầu tiên trong trò chơi đối kháng Pokken Tournament được phát hành trên các nền tảng arcade, Wii U và cả Nintendo Switch. Mặc dù cũng là dạng hắc ám, nhưng Shadow Mewtwo thực ra lại không liên quan gì đến tổ chức Cipher hay là team GO Rocket như là đã nói ở trên. Nguyên nhân mà Mewtwo bị hắc hóa là do hấp thụ sức mạnh từ viên đá Shadow Shinergy Stone. Trong khi bảo vệ một nhân vật tên là Anne khỏi viên đá này thì Mewtwo đã bị viên đá găm vào người. Sau đó nó đã bay khắp vùng đất Pherum hút năng lượng Gaia từ những viên Synergy Stone thông thường để tăng cường sức mạnh. Kỹ năng đặc biệt và cũng là độc quyền của Shadow Mewtwo trong tựa game này là Dark Nova. Ngoài ra nó còn có thể tiến hóa Mega thành Mega Shadow Mewtwo X. Đến cuối game, khi mà anh em đánh bại Shadow Mewtwo thì nhân vật Anne sẽ tách cái viên Shadow Synergy Stone ra khỏi cơ thể nó, giúp nó khôi phục trở lại trạng thái bình thường. Không chơi đá để được nổi trội giống như Shadow Mewtwo, Armored Mewtwo nổi tiếng bằng cách chơi đồ. Đối với những anh em là fan cứng Pokemon đời đầu hoặc là fan của Pokemon GO thì Armored Mewtwo hay dân gian vẫn thường gọi là Mewtwo Mặc Giáp có lẽ cũng không còn mấy xa lạ nữa. Mewtwo Mặc Giáp lần đầu tiên xuất hiện trong movie Mewtwo Strike Back được công chiếu vào năm 1998 đã cướp đi nước mắt của hàng triệu trẻ em trên thế giới, trong đó có cả tôi. Trong movie này, Mewtwo được một nhóm nhà khoa học tạo ra từ gen của Mew và sau đó bị thuyết phục về với team của Giovanni, trùm băng đảng Rocket. Giovanni đã chế tạo ra một bộ giáp cho Mewtwo mặc với mục đích là kìm hãm sức mạnh quá khủng khiếp của nó. Vào năm 2019, Mewtwo mặc giáp được tung ra trong Pokemon GO để góp phần quảng bá cho movie làm lại của Mewtwo Strike Back dưới hình thức hoạt hình 3D gọi là Mewtwo Strike Back Evolution. Và vì là bản làm lại cho nên bộ giáp của Armored Mewtwo cũng được nâng cấp cải tiến hoàn toàn với một diện mạo trông sang xịn mịn hơn hẳn. Đó cũng là một trong những lý do khiến cho ngay từ những ngày đầu ra mắt, Armored Mewtwo đã được cộng đồng game thủ nhiệt tình săn đón. Thậm chí cho đến bây giờ, trong những group về Pokemon GO cũng không thiếu những bài đăng truy tìm để trao đổi bằng được em này. Primal Dialga là boss cuối trong các bản game Pokemon Mystery Dungeon, Explorer of Sky, Explorer of Time và Explorer of Darkness. Primal Dialga có tên trong tiếng Nhật là Yamino Dialga, dịch nôm na là Dialga hắc ám, cho nên thực tế thì nó chả liên quan gì đến Primal Groudon hay Primal Kyogre cả. Đây là hình dạng của Dialga khi bị mất kiểm soát do sự cố bánh răng thời gian bị đánh cắp khỏi tháp thời gian. Khi đó, Primal Dialga không thể khống chế quyền năng thao túng thời gian của mình nữa. Nó đã mất hoàn toàn lý trí, mất khả năng tư duy, trở nên điên cuồng và chỉ biết hành động theo bản năng. Ở form này, hệ của Primal Dialga không thay đổi. Và mặc dù bị mất kiểm soát, nó vẫn có thể uốn cong thời gian, sử dụng những kỹ năng, kể cả chiêu thức độc quyền Roll of Time. Chỉ là nó không thể phân biệt được địch ta, gặp ai nó cũng khè mà thôi. Để cho Primal Dialga được khôi phục trở lại, nhiệm vụ của người chơi sẽ là đi tìm và đặt các bánh răng thời gian về đúng vị trí của chúng trước đó. Trong những phần ngoại truyện về Pokemon Mystery Dungeon của manga và anime thì Primal Dialga cũng đã xuất hiện một vài lần. Magikarp, hay trong tiếng Nhật gọi là Koi King, là một Pokemon rất là mang tính biểu tượng. Nó được biết đến là Pokemon yếu thảm hại hàng đầu. Tất cả những gì nó có thể làm là giãy giụa tại chỗ, nhảy lên nhảy xuống. Tuy nhiên anh em có biết rằng nếu như cố gắng thì Pokemon này có thể nhảy cao hơn cả một ngọn núi không? Đặc điểm này thậm chí còn được sử dụng để làm hẳn một con game chỉ dành riêng cho Magikarp. Magikarp Jump là một game spin-off dành cho các thiết bị Android và iOS. Trong game, người chơi sẽ phải huấn luyện và so tài với nhau xem Magikarp của ai nhảy được cao nhất. Sau quá trình tập tành gian khổ, Magikarp của anh em sẽ khỏe đến mức có thể đẩy được cả Golem và Silex. Trong phần anime Pokemon Journey thậm chí cũng có một tập phim khá tếu về một cuộc thi nhảy của Magikarp y như con game này. Để tăng sự đa dạng và lôi cuốn cho trò chơi, ngoại trừ hình dáng mặc định, anh em sẽ được tiếp xúc với hơn 30 dạng hoa văn khác nhau của Magikarp. Mỗi dạng này đều có những thông số, độ hiếm và mang lại những giá trị khác nhau cho người chơi. Để bắt được những giống Magikarp khác nhau, người chơi còn phụ thuộc nhiều vào cần câu. Cần câu càng xịn thì càng có nhiều tỷ lệ câu được dạng hiếm. Anh em cũng có thể thấy rất nhiều giống Magikarp trong game này được lấy hình mẫu từ những giống cá koi ngoài đời thực. Ví dụ như chán cam thì giống như cá koi Tancho, Calico cam vàng thì dùng với cá koi Machuba, Calico cam trắng đen giống như cá koi Showa, Calico trắng cam thì dùng với cá koi Kohaku. Cái này thì có lẽ không cần phải giải thích nữa rồi, bởi vì tên tiếng Nhật của Magikarp vốn là Koi King mà. Vừa rồi là tổng hợp về những form đặc biệt của một vài Pokemon được giới thiệu trong dòng game phụ chứ chưa hề xuất hiện trong dòng game chính. Thật sự mà nói thì dòng game Pokemon hiện nay rất phong phú và đa dạng, cho nên nếu có con nào mà tôi chưa biết thì anh em có thể thông não cho tôi dưới phần comment nhé. Cũng như check out cái mẫu áo siêu awesome của tôi trong phần mô tả. Giờ thì xin cảm ơn anh em đã theo dõi và tôi sẽ hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Stay cool!